Thưa quý vị, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ngay trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao phong bì. Có thể khẳng định, thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu chính phủ đã cho thấy quyết tâm xây dựng một chính phủ và một hệ thống hành chính liêm chính. Chẳng phải đến các dịp lễ, Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán, người ta mới biếu xén quà cáp phong bì. Trên thực tế, xung quanh chiếc phong bì nhỏ gọn nhưng chứa trong nó nhiều vấn đề khiến người dân và doanh nghiệp bức xúc, nhức nhối. Từ một phong tục đẹp lì xì đầu năm để lấy may mắn, nhiều chuyên gia cho rằng văn hóa phong bì đã biến tướng, trở thành vấn nạn, làm méo mó nhiều mối quan hệ xã hội. Quà biếu thực ra đấy là một cái nét đẹp rất là có truyền thống của người Việt Nam. Đó là ví dụ bố mẹ cho con biếu bố mẹ, cháu biếu ông bà, bạn bè thân hữu, là đi xa về biếu cân cam, cân xoài, biếu lọ nước hoa, lọ kem, và đấy là tôi thể hiện sự quý trọng, sự quý mến và lòng biết ơn. Không hề có cái vụ lợi trong đấy. Nhưng bây giờ vì nó quà biếu đến giai đoạn hiện nay đã là biến tướng, tức là rất nhiều người, tôi không nói tất cả, là đã lợi dụng quà biếu để trục lợi cá nhân, để lên chức lên quyền, để làm lấy dự án vân vân. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ vừa qua, không chỉ nói không với phong bì, phong bao, quà cáp dịp Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn nhấn mạnh lãnh đạo các cấp phải dồn tâm, dồn sức vào công việc, chăm lo cho người dân mọi miền có một cái Tết an vui, tiết kiệm, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thông điệp của Thủ tướng đã khẳng định hình ảnh một chính phủ liêm chính, kiến tạo, lấy lại lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Tuy nhiên, để chủ trương đi đến hành động, thì bản thân các cấp, các ngành và trong từng đơn vị phải quán triệt sâu sắc, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Thì đây tôi cho là một cái thông điệp rất là đúng mức và rất là đúng lúc, cần phải có. Chỉ có điều là đã thông điệp thì từ dưới lên trên là phải lắng nghe và phải thực hiện, với tư cách là công dân và với tư cách là người làm văn hóa. Rất mong là lần này chính phủ đã thông điệp, đã quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính, một cái chính phủ hành động, thì hành động nói ra cái gì thì phải làm cho kỳ được. Nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng cần có cơ chế kiểm tra giám sát tài sản của người có chức, có quyền ở các cấp, trong đó công khai tài sản với cơ quan quản lý cấp trên và cư dân nơi cư trú. Cơ quan quản lý cấp trên phải giám sát việc kê khai sao cho đúng, chính xác và làm rõ khi tài sản tăng giảm bất thường. Nếu có tiêu cực thì phải làm rõ và xử lý nghiêm. Nghị quyết Trung ương 4 vừa rồi đưa ra nó rất thích hợp để chống suy thoái đạo đức. Bởi vì cái thực sự, cái để đánh giá cái quà biếu này thì chỉ có những người động cơ, những người đi biếu là biết động cơ làm gì. Chứ còn và những người nhận thì cũng sẽ biết là như thế nào. Thế và nếu như ta không giáo dục, ta không có những cái chuyện tuyên truyền giáo dục để cho các đồng chí cán bộ đấy ở những vị trí mà có thể là tạo ra những cái mà sẽ có nhận rất nhiều quà biếu ấy, để biết được đấy, là phân biệt được cái ranh giới đấy. Tôi nghĩ cái chuyện đưa nghị quyết 4 mà để giáo dục chống suy thoái đạo đức nó phù hợp cùng với những lời tuyên chiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi cho nó rất là phù hợp với nhau. Tức là một bên thì ra chủ trương, một bên là hành động. Thì hoặc cái việc làm của Thủ tướng ấy, nó cũng mang cái tính cần thiết nội tại trong cái điều hành của Thủ tướng. Khi mà Thủ tướng thấy là trong những cái năm vừa qua, mặc dù gần Tết thì chúng ta đều có cái văn bản của chính phủ nhắc nhở là không thăm hỏi, không tặng quà vào dịp là Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng có lẽ hình những cái nhắc nhở những năm trước đây nó chưa có kết quả như mong muốn, cho nên là nhân cái dịp này thì Thủ tướng có một cái chỉ đạo rất là quyết liệt, rất là mạnh mẽ, rất là rõ ràng. Đặt trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là mũi tên trúng nhiều đích. Nhất là mới đây, Trung ương Đảng vừa ban hành nghị quyết mới xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Theo Thủ tướng, việc chống những biểu hiện suy thoái phải bắt đầu từ những việc rất bình thường như chúc Tết. Điều này đòi hỏi sự đồng tâm, hiệp lực của tất cả các thành viên chính phủ và sự giám sát của các tầng lớp nhân dân, không chỉ góp phần chống tham nhũng, tiêu cực mà còn giúp ngày Tết trở về với ý nghĩa nhân văn đích thực vốn có. Khi kinh tế địa phương ngày càng phát triển và ổn định, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, nhân dân xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên nói chung và phụ nữ nói riêng đã quan tâm nhiều đến việc cải tạo cảnh quan môi trường cho khu dân cư. Như bao gia đình khác,